Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người sẽ ăn nhận 4 đô la cái token token KBT nhé. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo bấm chọn start để bắt đầu. Rồi sau đó nhập mã captcha. Rồi, tiếp tục chọn continue và join vào group Telegram. Chọn join này, quay trở lại, join tiếp vào channel. Join này, quay trở lại. Sau đó follow Twitter và retweet bài đăng. Ok, bấm chọn theo dõi. Rồi, mọi người sẽ chọn like và retweet. Ok, quay trở lại. Tiếp tục join vào Discord. Chấp nhận lời mời. Hình như hết rồi. Chờ chút mình xóa bớt đi. Rồi ok, mọi người sẽ vẫy tay chào nhé. Và quay trở lại. Rồi sau đó thì mọi người sẽ join vào kênh liên kết của nó. Rồi ok. Và retweet lại cái bài đăng ở trong kênh liên kết. Rồi mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó. Rồi chọn like và retweet. Sau đó quay trở lại. Bấm chọn submit. Rồi chọn đôn này, nhập profiling Twitter này. Rồi sau đó thì nhập username của Discord. Ok, chọn đôn này. Rồi chọn nhiết này. Ở đây thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Matic Polygon nhé. Mọi người có thể vào ví MetaMask để lấy. Rồi mọi người chọn sao chép địa chỉ cho mình. Và quay trở lại. Dán nó vào. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.